Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hà Nội 24 giờ. Hà Nội sau thời gian giãn cách ly vì Covid-19 thì hiện tại đã nhộn nhịp trở lại. Nhiều cái tuyến đường lại tắc như xưa, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm. Ở khu vực trung tâm Hà Nội hiện tại vẫn đối mặt với nạn tắc đường do cái mạng lưới giao thông hiện tại nó chưa được hoàn thiện đồng bộ. Trước mặt các bạn là đường Huỳnh Thúc Kháng ở quận Đống Đa, nối tiếp từ phố Thái Hà và giao cắt với đường Nguyễn Chí Thanh ở cái điểm này. Bạn nào hay đi qua cái con đường này hàng ngày thì biết rồi. Đây là cái con đường hay xảy ra ùn tắc. Và nó có một cái nghịch lý như nhiều bạn phản ánh là cái lòng đường thì nó quá hẹp so với cái vỉa hè. Vì thế mà khi tắc đường là xe máy cũng phi cả lên vỉa hè mà thôi. Các phương tiện đi từ Huỳnh Thúc Kháng khi đến nút giao Nguyễn Chí Thanh càng làm cho cái con đường này thêm quá tải. Mặc dù là đường Nguyễn Chí Thanh đã được xén cái giải phân cách và mở rộng nhiều năm trước rồi. Đường Nguyễn Chí Thanh là cái tuyến đường hướng tâm quan trọng của Hà Nội, vì thế mà nó cần đồng bộ cái mạng lưới giao thông thì mới giảm tải được cái áp lực cho cái tuyến đường này. Chính vì thế mà từ những năm 2004 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ cho một cái cung đường có cái điểm đầu từ Nguyễn Chí Thanh đến cái điểm cuối thuộc nút giao Voi Phục. Tuyến đường rộng khoảng 30m, trong đó cái lòng đường nó rộng khoảng 15m và vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m. Đây chính là cái đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và nó không phải là một cái con đường thẳng. Nó theo cái hình zig zag như các bạn vừa thấy trên cái bản đồ. Tại gần nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh thì đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sẽ đi cắt qua khuôn viên của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và như các bạn đang thấy là dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang được triển khai thi công từ đoạn giữa trở ra hai đầu. Và đoạn kết nối với Nguyễn Chí Thanh thì vẫn chưa được thông tuyến. Quận Đống Đa là một quận có cái mật độ dân cư đông đúc, đặc biệt ở đây có tới gần 20 trường cao đẳng và đại học lớn nhỏ, 18 bệnh viện và nhiều cái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài nằm trong 18 dự án hạ tầng trọng điểm của quận Đống Đa và dự án này có cái chiều dài chỉ khoảng 1,3 km thôi. Điểm đầu của dự án tại nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, còn cái điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục, Kim Mã. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 350 tỷ đồng, trong đó riêng cái chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư nó khoảng gần 220 tỷ đồng rồi. Ngay tại góc cua này thì một tòa chung cư đang được tranh thủ xây dựng để đón đầu quy hoạch. Ở góc máy này thì các bạn có thể thấy toàn cảnh cái tuyến đường đang hình thành. Sau khi đi vòng qua chung cư Hateco đang xây thì cái đường Huỳnh Thúc Kháng sẽ đi cắt qua phố Chùa Láng. Rồi cả cái sân bóng Chùa Láng ở đằng kia nữa. Hiện tại thì các đơn vị thi công đang tiến hành san nền ở những cái khu vực đã được giải phóng mặt bằng và thi công đặt các cái đường cống ngầm ở hai bên và giữa lòng đường. Ở cái đoạn này thì vẫn còn vài ngôi nhà sừng sững. Nói chung công tác giải phóng mặt bằng luôn là cái bài toán hóc búa cho bất kỳ cái dự án giao thông nào mà nó triển khai trong khu vực nội đô Hà Nội từ trước đến giờ. Tuyến đường này bắt đầu được thi công từ những năm 2019. Như vậy là nó quy hoạch treo những gần mười mấy năm cơ. Với cái khoảng thời gian đó thì cái mặt bằng nó ngày càng thu hẹp dần. Ở phía này cái con đường nó đi sát cái khuôn viên Chùa Láng và một phần khuôn viên của Đại sứ quán Nga để kết nối với cái nút giao đoạn Voi Phục, Kim Mã. Nhiều phương tiện thì do sợ tắc đường Láng và La Thành vào những cái giờ cao điểm đã chọn đi tắt từ Nguyễn Chí Thanh ra đường Cầu Giấy qua cái con đường nó rộng khoảng 3m ở cạnh Đại sứ quán Nga, chỉ đủ cho một ô tô con với lại một xe máy tránh nhau thôi. Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sau khi hoàn thành không chỉ giải quyết cái tình trạng ùn tắc giao thông cho đường La Thành, đường Láng, phố Chùa Láng rồi đường Nguyễn Chí Thanh hiện nay, mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của quận Đống Đa
Nhất là khi nhiều cái dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai ở bên xung quanh. Tuyến đường này đang đặt mục tiêu hoàn thành trong năm nay 2020. Tuy nhiên thì mình thấy là dự án này đang gặp khó trong cái khâu giải phóng mặt bằng ở hai đầu tuyến. Đó là khu vực di tích pháo đài Láng cạnh trung tâm khí tượng thủy văn và cái khu vực đại sứ quán Nga ở đầu cầu Giấy. Mình thấy thêm một cái hạn chế của cái tuyến đường này, đó là nó vẫn được thi công với cái lòng đường rộng khoảng 15m và vỉa hè mỗi bên rộng tới 7,5m. Theo cái tình trạng giống như ở phố Thái Hà và đường Huỳnh Thúc Kháng hiện tại. Thế nên là sau này có khi lại phải có thêm cái dự án mở rộng lòng đường dọc tuyến từ Thái Hà tới nút giao Vòi Phục Kim Mã nữa cũng nên. Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài nằm kẹp giữa cái tuyến đường vành đai 2, tức là đường Láng và đường vành đai 1. Thế tuy nhiên thì trong khi dự án đường vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu đến Voi Phục vẫn chưa thể triển khai, thì những cái tuyến đường như đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài rất cần được phải triển khai và hoàn thành sớm để có thể giảm tải cho cái giao thông khu vực gần trung tâm này. Ở những cái dự án quanh khu vực trung tâm như thế này thì thường cái chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là rất lớn, có khi nó chiếm tới 70-80% cái tổng mức đầu tư. Và với dự án đường Huỳnh Thúc Kháng này thì cái con số nó là khoảng 220/350 tỷ đồng, nghĩa là khoảng trên 60%, nhưng mà vẫn chưa thu được cái kết quả khả quan. Tòa chung cư Hateco đang hoàn thiện trên tuyến đường này được xây dựng cách đây khoảng 3-4 năm. Và nó cũng chắc sẽ là cái tòa chung cư mới duy nhất ở trên tuyến đường này. Vì cái khu vực này nó đã kín nhà ở thấp tầng rồi, gần như là không còn cái khoảng trống nào khác nữa. Việc bàn giao nhà sẽ phụ thuộc vào cái tiến độ hoàn thành của đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài này. Đoạn đầu tuyến của dự án để kết nối với đường Nguyễn Chí Thanh sẽ đi cắt qua một phần di tích pháo đài Láng. Đây là một trong bốn pháo đài được người Pháp lập ra trong cái thời kỳ chiếm đóng Hà Nội những cái năm 1940. Và tại địa điểm này thì lần đầu tiên một máy bay địch đã bị quân ta bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. Và chính vì thế mà vẫn còn một số những phản đối dự án giao thông do lo sợ cái ảnh hưởng đến cái di tích quốc gia này. Hà Nội 24 giờ sẽ cập nhật cho các bạn về cái đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài này nếu mà có những cái chuyển biến mới nhất. Còn ý kiến của các bạn như thế nào về cái tuyến đường này xin hãy comment ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào.